Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thống Nhất, đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Tại buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã đã phản ánh kiến nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai như tình trạng chậm cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cấp nhầm, chồng thửa vẫn còn diễn ra. Trước đây, nhiều hộ dân đã hiến đất để thực hiện các dự án xã hội hóa đường giao thông nông thôn, nhưng đến nay nhà nước vẫn chưa thu hồi phần diện tích đất đã hiến, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các giao dịch. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng kiến nghị việc tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu 2.000 m2 như hiện nay rất khó khăn. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh một số vấn đề dân sinh như tình trạng xuống cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, xe quá tải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường sông Nhạn, Dầu Dây, tình trạng xe chở rác chạy nhanh, quá tải trọng và rỉ nước thải xuống đường gây mùi hôi thối, v.v. Tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương, các phòng ban chuyên môn của huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện tiếp thu và trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.